Cộng đồng người Việt lần đầu tiên tổ chức lễ tưởng niệm Ngày Quốc hận 30 tháng 4 trực tuyến vì đại dịch coronavirus. Theo như bản tin của tờ OC Register cho biết thì vào ngày hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 4 là Ngày Quốc hận 30 tháng 4, 45 năm ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Sự kiện này đã khiến cho người tị nạn Việt Nam phải rời bỏ quê hương và bắt đầu cuộc sống mới tại Hoa Kỳ. Lễ tưởng niệm này là một sự kiện long trọng đối với người Mỹ gốc Việt và được tiến hành hàng năm với nhiều nghi lễ. Tuy nhiên thì năm nay đại dịch coronavirus đã khiến cho lễ tưởng niệm không thể nào tiến hành với sự tham gia đông đảo của quần chúng. Vì vậy, cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại quận Cam đã lên kế hoạch cho một lễ kỷ niệm trực tuyến và dự kiến sẽ thu hút người xem từ khắp nơi trên thế giới. Theo tờ Orange County Register đưa tin, thì có khoảng 200 các vị đại diện cộng đồng người Việt từ Hoa Kỳ, Úc và châu Âu lên kế hoạch tham gia trực tiếp qua ứng dụng Zoom vào 4 giờ chiều theo như múi giờ Thái Bình Dương. Các thành viên của cộng đồng còn có thể tham gia qua YouTube tại chương trình Quốc hận 2020 hoặc là qua Facebook. Sự kiện này được tổ chức bởi Liên đoàn Cộng đồng Người Hoa Kỳ gốc Việt và các nhóm khác và cũng sẽ được phát sóng bởi nhiều cơ quan truyền thông tiếng Việt. Một số các vị dân cử tại California sẽ tham gia lễ tưởng niệm, bao gồm thị trưởng Tạ Đức Trí, ông Tim Sandoval, dân biểu tiểu bang Tyler Zip, thượng nghị sĩ tiểu bang Tom Emberg và ông Norma Lawrence. Lễ tưởng niệm cũng sẽ có phần âm nhạc và lễ đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm ở công viên tưởng niệm Westminster Sit Goldstein Memorial Park.